Sáng nay, lễ chuẩn bị mặt bằng và triển khai xây dựng sân bay tại Phan Thiết đã được diễn ra. Theo kế hoạch, thì dự án sân bay Phan Thiết sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022, cùng thời điểm hoàn thành với cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết. Việc hoàn thiện hai dự án này cùng lúc được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích mạnh cho phát triển kinh tế du lịch của thành phố Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung. Ngoài ra, việc sân bay Phan Thiết khi hoàn thành sẽ giúp Phan Thiết trở nên gần gũi hơn với du khách miền Bắc, vốn trước nay yêu thích du lịch tại các vùng biển miền Trung. Hệ thống sân bay được cho sẽ giúp nâng cao tỷ lệ khách quốc tế cao cấp, đón các đoàn khách trong tương lai, thúc đẩy kế hoạch đưa Bình Thuận thành điểm đến du lịch lý tưởng của khu vực và thế giới. Hiện địa phương này cũng đã và đang thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư chiến lược như Novaland, Rạng Đông, với nhiều dự án bất động sản du lịch quy mô lớn với đầy đủ các tiện ích du lịch nghỉ dưỡng giải trí sức khỏe như Nova World Phan Thiết, Nova Hills Mũi Né Resort và Villa. Đến năm 2025, ngành du lịch của Bình Thuận đặt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách, đạt tổng doanh thu là 24.000 tỷ đồng.